Kính chào quý khách, hôm nay chúng ta tìm hiểu về lá chanh nhé. Lá chanh là một nguyên liệu không thể thiếu khi ăn các món như thịt gà, làm sốt chấm. Lá chanh cũng được cho là tiên dược chữa được nhiều bệnh. Lá chanh khô có vị cay ngọt, tính bình, chỉ thống, sát trùng, long đờm, dùng làm gia vị cho các món ăn. Khi dùng làm thuốc, lá chanh khô được thu hái, rửa sạch, thái nhỏ hoặc để nguyên, phơi nắng, bảo quản nơi khô ráo để dùng sau. Công dụng và cách sử dụng trong việc điều trị bệnh. 1. Trị sốt rét lâu khỏi. Dùng lá chanh 100g, rượu 30 độ 100ml, lá chanh cắt nhỏ, ngâm rượu sau đó để khô qua đêm. Uống một lần vào sáng sớm, uống liền 3 đến 5 ngày. 2. Giải cảm. Nấu một nồi nước sông với lá chanh, lá bưởi, hương nhu, lá tre, cúc tần trong khi thêm bạc hà, xả, tỏi, giúp bạn đánh bật virus cảm lạnh và đau đầu ra khỏi cơ thể. 3. Chữa ho do lạnh, gừng tươi và lá chanh, mỗi thứ một ít. Sắc từ 400ml nước đến 100ml. Khi uống với một ít đường sẽ hết ho và hết ngứa cổ họng. 4. Chăm sóc tóc bóng mượt, chuẩn bị lá bưởi tươi, lá hương nhu và lá chanh, mỗi thứ 30g, rửa sạch, nấu lên để gội đầu. Nếu bạn gội đầu mỗi tuần một lần, mái tóc của bạn sẽ mềm mượt và bóng hơn rất nhiều. 5. Chữa cảm sốt không ra mồ hôi. Cảm lạnh không có mồ hôi thường lâu lành và dễ bị biến chứng. Việc bạn cần làm là khiến cơ thể đổ mồ hôi để đào thải chất độc ra ngoài. Để thực hiện, bạn cần 10g lá chanh tươi, sắc lấy nước uống trong ngày. Hoặc muốn tăng hiệu quả, ngoài lá chanh, bạn có thể dùng thêm lá cúc tần, vỏ quýt, lá bưởi sắc uống trong ngày. 6. Điều trị hen phế quản. Lá chanh khô 35g, thêm 15g dây tơ hồng, tất cả sao vàng sắc với 3 bát nước. Ngày uống 2 đến 3 lần, dùng liên tục trong 10 ngày. Chế biến món ăn từ lá chanh. Lá chanh khô là một trong những loại gia vị trong việc chế biến các món ăn ngon. Lá chanh rắc lên gà luộc, lá chanh làm gia vị chấm, lá chanh làm bánh và nhiều món ăn ngon khác cần có lá chanh để làm tăng hương vị. Sau đây là cách làm khô gà lá chanh mà Nông nghiệp Dũng Hà muốn chia sẻ đến các bạn. Để thấy rằng lá chanh là thành phần không thể thiếu góp phần làm nên thành công của món ăn. Nguyên liệu: ức gà 500g, lá chanh 20 lá, tỏi băm, xả băm, ớt băm, mỗi thứ 1 muỗng, ớt bột 1 muỗng, ớt khô 5 trái, đường trắng 6 muỗng, bột nghệ 1/2 muỗng, bột ngũ vị hương 1/2 muỗng, hạt nêm 1 muỗng, nước mắm 5 muỗng. Cách thực hiện: bước 1. Luộc 500g ức cả loại đã lọc bỏ sạch da và xương trong 10 phút. Khi luộc nên cho vào nồi một cây sả với 2 củ hành tím cho thơm. Vớt gà ra, ngâm vào nước đá cho thịt gà săn lại. Để ráo nước, tiến hành xé thịt gà theo thứ dài. Bước 2. Phi thơm 1 muỗng canh tỏi băm, 1 muỗng hành tím băm và 1 muỗng ớt băm. Cho 10 lá chanh vào, cắt sợi nếu muốn. Bước 3. Thêm 1/2 muỗng bột ngũ vị hương, 1 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng bột nghệ, 1 muỗng ớt bột Hàn Quốc, 5 muỗng nước mắm, 6 muỗng đường, đảo đều. Bước 4. Cho thịt gà xé vào, đảo thật đều. Đến khi nước gia vị gần cạn, bạn cho thêm 10 lá chanh và 5 trái ớt khô cho thơm. Để lửa thật nhỏ, nhớ đảo đều tay đến khi thịt gà khô lại. Bước 5. Làm khô gà trong lò nướng ở nhiệt độ 150 độ trong khoảng 30 phút. Cứ khoảng 10 phút gà sẽ khô và không bị cháy. Nếu không có lò nướng, bạn tiếp tục dùng chảo để giữ nhiệt ở mức tối thiểu, đảo cho đến khi gà khô hẳn hoặc có thể đem ra phơi nắng cho khô. Bước 6. Để nguội, bảo quản trong hũ kín. Hiện tại Nông sản Dũng Hà là đơn vị cung cấp lá chanh khô chất lượng trên thị trường. Ngoài lá chanh sấy khô, chúng tôi còn cung cấp lá chanh tươi và các loại chanh khác nhau để phục vụ nhu cầu đa dạng của quý khách. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua hàng trực tiếp hoặc liên hệ 19009 86865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé!